Hello, xin chào tất cả mọi người trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cân bằng cơ bản. Khi cân bằng, các bạn để ý những cái chấm ngoài bàn nha. Những cái chấm đó sẽ giúp chúng ta xác định được vị trí của biên mục tiêu nằm ở vị trí nào. Như ở đây, vị trí của biên 1 sẽ nằm trùng với chấm trắng số 2. Khi đó chúng ta sẽ nhìn ra được một đường thẳng từ biên số 1 đến băng. Sau đó chúng ta sẽ xác định được một đường thẳng từ băng cần cân đến lỗ. Tiếp theo, tạo một đường thẳng từ bi số 1 đến lỗ đối diện để tạo một đường cắt với cái đường lúc nãy. Khi đó sẽ có một điểm cắt giữa hai đường. Và điểm song song với điểm cắt này ở băng chính là điểm đánh bi 1. Anh em nào mà có trí tưởng tượng cao thì rất dễ cân băng theo cách này nha. Và giờ chúng ta chỉ việc đánh vào điểm đã xác định là được. Khi cân băng, các bạn cũng để ý được cả chày để dùng spin cho hợp lý nha. Khi bi ở băng đối diện cũng vậy. Chúng ta cũng xác định một đường thẳng từ bi mục tiêu đến băng. Rồi cũng kéo một đường thẳng từ băng cần đánh bi 2 đến lỗ ra tròn. Tiếp theo, tạo một đường thẳng từ bi 2 đến lỗ đối diện. Thì khi đó điểm đánh sẽ điểm song song với điểm cắt của hai đường. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cân lỗ giữa nha. Cân bằng phía dưới cũng tương tự nha. Ở băng dài này chúng ta cũng làm như vậy nha. Đầu tiên nối một đường thẳng từ bi 9 đến băng cần đánh. Tiếp theo nhìn ra một đường thẳng từ băng cần đánh đến lỗ. Sau đó nối một đường thẳng từ bi 9 đến lỗ đối diện. Điểm ở băng song song với điểm cắt chính là điểm đánh.
Và video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe nha.